chân của tôi. Các cô có sao không? Ôi cô vừa ấy đi chợ về, có một cậu thanh niên cậu ấy đi nhanh quá. Ôi thế là cậu ấy tông vào cô. Ôi cái chân của cô. Để con làm thao quả cho nhé. May hôm nay gặp con ở đây, chứ đây đường hôm nay vắng không có ai cả. Ui cái chân của cô đau quá. Con giúp cô nhá, bây giờ con đi học về đấy à? Vâng ạ. Thế là may quá, khó con đấy. Cái đoạn đường này rất là nguy hiểm. Mà ông không hiểu sao cậu ấy đi xe nhanh quá con ạ. Ông ấy bù cái qua cô giật mình một cái, thế là tạt vào cô luôn. Đấy xong rồi nó bỏ chạy luôn, nó không có đỡ lại gì cả. Ôi, cảm ơn con nhá, cô đi mua đồ để cho các cháu ở nhà đấy. Nặng lắm đúng không con? Cô cảm ơn con nhá. Để cháu kiểm tra cho xem. Chân cô đau lắm, con kiểm tra giúp cô cái nào. Ôi chân con bị xích này. Ôi đau, cái chân này đau quá. Cái chân này hình như bị đập xuống nên là cô rất là đau. Đây. Ủa mà con có cái gì vậy? Băng gâu đấy. Ui con này còn có cả băng gâu cơ. Bởi vì con cũng hay bị ngã lắm nên là mẹ con lúc nãy cũng để sẵn băng gâu cho con. Ôi giời, mẹ con cẩn thận quá nhờ. Nào đưa bác giúp con nào. Cho cô giúp nào. Con không biết bóc hả? Ôi con giỏi thế. Ủa cái chân này đau này. Tím hết cả chân rồi. Con ơi rơi rồi. Con băng tạm cho cô, chốc về nhà cô sẽ rửa lại sau. Con giỏi thế. Mẹ mà đã biết làm hết những cái này rồi. Rác thì tí chúng mình phải làm thế nào hả con? Đúng quy định. Đúng rồi, con giỏi lắm. Cái này ở nhà bố mẹ con được nhờ lắm nhỉ. Đây chỗ này con ơi. Ôi cảm ơn con nhá. May có con đấy, không thì bây giờ cô không biết làm thế nào cả. Ôi con này còn sạch sẽ thế à. Đúng rồi, con cho vào rìa cặp cũng được, chốc mang về nhà bỏ đi. Đấy đúng rồi, cô cũng thế đấy, năm lúc đi ra chợ ăn xong là cứ để rìa luôn, đang về nhà mình bỏ rác đi, chúng mình phải bảo vệ môi trường con ạ. Đúng không, ở trường con cũng được dạy đúng không? Ôi may quá nhờ có con. Nhà cô có chỗ nào không? Nhà cô ở gần đoạn này, cô thử đứng dậy xem cô có đi được không. Ôi may quá có con dán hộ cô, dù đau quá. Băng gâu này to hơn băng gâu là chết đấy. Chân cô hơi đau con ạ. Để con đỡ cô dậy nhé. Nhờ con vậy. Ôi may quá có con. Nhưng mà có khi là cô không đi được mất thôi ấy. Không sao đâu. Thế thì nhà cô ở đâu ạ? Nhà cô ở đằng kia. Cô về nhà. Thế con đưa cô về nhà, thế còn con về nhà con. Con, mẹ con hôm nay về muộn lắm, con về trước. Thế con nhỏ con đưa cô về nhá. Ôi con đi cô một tí nhá. Cái chân này nó đau quá. Con xách của cô nhá. Xin chào tất cả các bạn xem và ủng hộ mình và subscribe cho mình.